pháp giới quyến thuộc. Có một vị tăng du phương, trên đường tham vấn, đến trước một am do một bà lão quản lý để nghỉ ngơi. Ông hỏi bà lão: "Sư cô, trong am này ngoài cô còn có ai khác không?" Bà lão đáp: "Có." Tăng du phương hỏi: "Sao con không thấy ai?" Bà lão nói: "Kìa, núi sông đất đai, cây cỏ đều là quyến thuộc của ta." Tăng du phương nói: "Vô tình không phải hữu tình, những núi sông cây cỏ sao lại là quyến thuộc của sư cô?" Bà lão hỏi lại: "Vậy con thấy ta là gì?" Tăng du phương đáp: "Người phàm." Bà lão nói: "Con cũng không phải người xuất gia." Tăng du phương nói: "Sư cô, không thể làm rối loạn Phật pháp." Bà lão đáp: "Ta không hề làm rối loạn Phật pháp." Tăng du phương nói: "Người phàm chủ trì am, cây cỏ đều thành đạo hữu, vậy không làm rối loạn Phật pháp là gì?" Bà lão đáp: "Pháp sư, không nên nói vậy, ngươi là đàn ông, ta là phụ nữ, sao lại lẫn lộn được?"